Xin chào các bạn đang xem clip hướng dẫn phần giải chi tiết part 5 cùng với Miss Hảo ở PMP English. Trong tập này thì cô Hảo sẽ hướng dẫn cho các bạn 3 câu ha. 3 câu này thì xuất hiện khá là thường xuyên trong đề, cho nên là mình hãy ghi chú thật là cẩn thận và cố gắng làm thử trước khi đưa ra đáp án cùng với cô ha. Rồi ok, câu đầu tiên. Câu 107 này của mình ha, mình nhìn cô nào. Settled và settling đúng không? Nếu xét về mặt từ vựng thì cái từ này nó khá là khó này, nó ở mức B2, C1 gì đấy rồi. Nó không có dễ nhớ, nó không có được dễ nhớ như những từ khác. Tuy nhiên là lúc mà các bạn làm phần part 5 thì các bạn để ý nè, mình cũng chưa cần quan tâm về cái từ đó nghĩa là gì, trừ trường hợp là bốn đáp án khác nhau thôi. Còn ở đây mình có những cái đáp án này có S, được vượt không, ED, vượt in rồi, thì mình làm cho cô theo kiểu của bài động từ. Tức là bạn sẽ coi cho cô cái chủ ngữ này là ai và chủ ngữ này là đã có động từ chi thì chưa. Nếu như có rồi thì bạn đưa về cho cô dạng rút gọn hoặc mục đích. Còn nếu mà chưa có thì bạn sẽ chia thì cái động từ này cho nó ha. Rồi ok, chỗ này cô ở đây. Và lúc mà cô làm á, nhìn vào chỗ trống này nè, bài là bài động từ thì cô sẽ lùi về phía trước để cô đi tìm cái chủ ngữ cho nó. Vậy bây giờ khi mà xét chủ ngữ này thì cô gặp này là chữ before. Cái từ này thì cô nói luôn nè, sau này các bạn gặp những chữ như là before nè, rồi after nè, when nè, rồi while. Đây, những cái từ này á, cô gọi đây là những cái liên từ thời gian, những cái liên từ thời gian ha. Vậy thì thằng liên từ thời gian này nè, nó phải cộng cho cô một mạng đề đầy đủ ha, khi, trước khi, hoặc là sau khi, hoặc trong khi ai làm gì đấy. Còn nếu như nó không có một cái mạng đề, không có như thế này, thì bạn sẽ đưa về cho cô Hảo là những rút gọn. Rút gọn tức là bạn sẽ chia làm hai loại, chủ động thì bạn rút về cho cô là vật in, còn động từ trong đó mà dạng là bị động á thì sẽ bạn sẽ rút về vật ba hoặc là vật ed. Nếu như nó nhầm tình huống này thì mình sẽ nói kỹ hơn ha. Giờ mình xét nè, cái chỗ này nè, nếu như nó có một cái thằng động từ ở đây thì chỗ trống các bạn sẽ đi cô vật chi thì. Tuy nhiên là cái thằng nếu mà có chủ ngữ sẽ đi vật chi thì đúng không, nhưng mà cái chỗ trống này nó không có chủ ngữ rồi mà lại bắt đi động từ thì suy ra là nó sẽ đang đưa mình về dạng là rút gọn thì mình nhớ nè, mình phải xét cùng cô là có tên ngữ không. Câu này mình gặp nhớ từ on, tức là câu này không có tên ngữ thì câu đó sẽ là bình thường á. Bình thường nếu như không có tên ngữ thì sẽ là câu bị động và nó chỉ áp dụng cho ngoại động từ thôi. Nó ngoại động từ được chưa? Còn nếu như đáp án của các bạn là một nội verb ha, một nội động từ thì luôn luôn là dạng chủ động, verb chủ động ha. Nội động từ thì luôn luôn chia dạng chủ động. Và ở đây các bạn có từ settle, mình học từ này ha. Từ settle này theo kiểu là ổn định, kiểu ổn định cuộc sống, nó là verb nội. Vậy thì bạn sẽ rút về chủ động là các bạn sẽ lấy cho cô đáp án là verb in ha, câu D. Mình nhìn nè, tại công ty quảng cáo này, advertising agency, nó ghi tắt nè, thì new employees, nhân viên mới sẽ rotate, sẽ xoay vòng, sẽ đi một lượt tất cả những cái phòng ban này trước khi settle, trước khi họ ổn định ở một cái phòng mà best fit, phù hợp với cái người đó nhất. Đó tức là rotate, tức là sẽ đi ở mỗi phòng, ở làm một công việc ở phòng đó một thời gian, hoặc đi hết từ phòng này đến phòng khác, đi hết một lượt xem thấy cái chỗ nào hợp với mình nhất thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ settling, mình sẽ ổn định cái công việc của mình tại cái vị trí đó. Còn bạn nào muốn nói là về việc chuyển nhà, là định cư các kiểu á, thì cái thằng settle đi với giới từ in này nè, em có thể dùng để là ổn định hoặc là ổn thỏa, ổn định cuộc sống được nhá. Rồi câu 8 đi em. Cái nhóm bài của tập này nó hơi khó một tí xíu ha, nó đòi hỏi cấu trúc nó lắc lẽ một chút thôi, không có quá nhiều, các bạn chịu khó bạn học kỹ hơn tí cho cô là được. Rồi câu này nó cũng kiểm các bạn về động từ nè, postponed là verb ed nè. Rồi has been postponing, vậy bây giờ nó đang cho em has nè, rồi been nè và verb in, tức là nó đang cho mình thì là thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Còn chỗ này em có to be cộng với verb ed là dạng của bị động, và ở đây em có will cộng verb không là theo kiểu là tương lai và tương lai đơn em ha. Rồi bây giờ em xét nè, cái chỗ này em ngắt rồi, em thấy là the company banquet đây nó đứng sau đáp. Mà đáp thì cộng mệnh đề là chủ ngữ này, em sẽ cộng với động từ chia thì. Đó, mình hiểu như vậy, bình thường theo lẽ thường sẽ là như vậy. Bạn chia thì bạn sẽ thấy là ban khuyện là số ít đúng không? Số ít thì bạn sẽ chọn câu này hoặc câu này. Còn cái câu C nó chưa có chia, đó thì nên bạn loại câu C, bạn tìm dấu hiệu, bạn chọn ba câu kia. Thường là sẽ như vậy. Tuy nhiên là ở đây các bạn thấy nè, nó có một cái từ khá đặc biệt. Đây, từ này nè, insist that, demand that, sau này các bạn sẽ gặp nha. Rồi, này cô kia luôn ha. Đây là một cái cấu trúc rất là đặc biệt nè. Demand,
mà sau đó nó mà có thêm một chữ that á, thì các bạn sẽ lấy cái chủ ngữ này đó, các bạn cộng cho cô là verb không là dạng nguyên mẫu, tại vì chỗ này nè nó đang tặng cho mình một chữ should, nó mình dịch ra là yêu cầu rằng ai nên làm gì đó, nó tặng should này, tặng should, cho nên là cái động từ sau này vô tình nó phải đưa về dạng là dạng nguyên mẫu. Vậy bây giờ câu A nó chia hết, chia ed nè, chia has nè, có will nè, vậy thì mình sẽ chọn đáp án là câu C thôi, chỉ có câu C là câu be responded, postponed là nó là từ nguyên mẫu thôi, và nó đang là nguyên mẫu của dạng bị động. Lúc mà mình dịch thì cô sẽ dịch cho các bạn để các bạn hiểu kỹ hơn tại sao lại dùng như vậy nha, tại sao lại bị động và tại sao lại phải chia nguyên mẫu cho đó ha. Rồi, vì nè, unfortunate accident, vì một cái vụ tai nạn không may mà be felt nó xảy ra. Động từ này nè, nó giống như động từ happen vậy đó. Nhưng mà cái thằng be fell này nè, nguyên mẫu của nó từ be fall, fall, fell, fallen đó. Cái thằng này là nó có nghĩa là happen, nhưng mà nó mô tả cho một cái thứ gì đó mà nó unpleasant, nó không có thoải mái, nó không có dễ chịu tí nè, thì mới dùng động từ này ha. Rồi, vì một vụ tai nạn không may mà xảy ra với người chủ tịch, cho nên cái board, hội đồng này nè, insist that, yêu cầu là công ty, yêu cầu là cái bữa tiệc của công ty, thì bữa tiệc thì phải là bị hoãn nha, chứ bữa tiệc không có tự hoãn được. Vậy thì chỗ này mới chọn là bị động ha. Rồi, ok, đáp án trong câu này của mình sẽ là câu C. Mình học dùm cô cái cấu trúc hồi nãy nhé. Insist that là cấu trúc giả định, theo sau đó có chủ ngữ, và chủ ngữ của nó cho dù là số ít như cái từ banquet này ở đây, thì lớp mình sẽ vẫn chia cái chủ ngữ đó là dạng vật không, nguyên mẫu. Lý do là nó ẩn gì nhỉ? Chính xác, ẩn suốt ha. Rồi, câu số 9. Câu số 9 tức là câu số 3 của tập này ha. Mình có những chữ như là over, toward, behind và among. Giới từ này nhưng mà nó là thuộc dạng là giới từ cấp của bậc 2 rồi, nó không phải là những từ đơn giản như là in, on, at nữa nha. Mình có nè, nó cùng ghi ha. Rồi, over là hơn, trên, vượt quá. Toward là về phía. Rồi, tiếp tục mình có chữ behind là phía sau. Phía sau. Và mình có chữ among, trong số. Among, ở giữa hoặc là trong số. Rồi, giờ mình có nha, giới từ to là mình ngắt. Gì ở phía trước là gì ạ? Ở đây mình có chữ will provide, sẽ cung cấp năng lượng cho. Half of the island's inhabitants, từ này khó nè, cư dân. Rồi, half là 1/2. Rồi, chỗ này cô thấy 1/2 là số lượng nè. Rồi, mình dịch là cung cấp năng lượng. Cung cấp năng lượng cho một nửa của cư dân này, hơn một nửa, về phía một nửa, phía sau một nửa hay là trong số một nửa. Ở đây mình nhận thấy đây là số lượng mà, cho nên mình chọn là chữ over. Thay vì chỉ rõ số lượng đó là bao nhiêu người, 3.000, 4.000, 5.000, thì người ta dùng chữ half, một nửa ha, được chưa? Rồi, khi mà được trang bị đầy đủ thì cái trạm năng lượng này sẽ cung cấp năng lượng cho hơn một nửa cái cư dân này. Đó, lớp mình học cái chữ inhabitant này, để sau này mình làm cái bài trong phần bắt bài mình dịch cho nó tốt ha. Rồi, ok. Đó là tất cả những thông tin của tập ngày hôm nay. Một tập rất là đặc biệt với cấu trúc về thể giả định nè, rồi câu bị động nè, và có một cái phần dịch của giới từ nó cũng hơi khó ha. Các bạn chịu khó xem lại, và nếu được thì ghi chú, và lần sau sẽ làm đúng những câu dạng như thế này nhé. Cô Hảo thay mặt cho PMP English chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Chúc các bạn sớm đạt được mục tiêu trick của mình, và hẹn gặp lại các bạn ở tập lần sau. Bye bye.